9 cách tận dụng nước vo gạo thông minh trong nhà bếp. Chị em nào không biết thì thật là phí phạm. Xưa nay chúng ta vẫn thường tận dụng nước vo gạo để rửa mặt, tưới cây. Nhưng ngoài ra, nước vo gạo còn có rất nhiều công dụng khác mà có thể bạn chưa biết. 1. Khử mùi tanh. Rửa cá kỹ vài ba lần. Nếu cá có mùi tanh nhiều, có thể ngâm cá trong nước vo gạo hoặc nước muối 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch để ráo trước khi nấu. 2. Làm sạch nhớt ốc. Cách hay nhất để loại bỏ chất nhờn và bùn đất trong ốc là ngâm chúng trong nước vo gạo. Sử dụng một thau đựng đầy nước vo gạo và ngâm ốc trong khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Tất cả chất bùn trong miệng ốc sẽ tự động nhả ra và vỡ thành từng mảng chất nhầy. 3. Giải độc măng. Măng chứa hàm lượng cyanid cao, khoảng 230mg trên 1 cân, nên nếu hấp thu nhiều, dưới tác động của các enzyme đường tiêu hóa, cyanid sẽ chuyển hóa thành axit cyanhydric gây độc. Để yên tâm sử dụng, các bà nội trợ nên luộc măng khoảng 2-3 lần, rồi tiếp tục ngâm nước vo gạo trong vòng 2 ngày. Lưu ý phải thay nước vo gạo 2 lần mỗi ngày. 4. Đánh bóng son nồi. Những chiếc nồi chất liệu nhôm, gang, inox sau thời gian dài sử dụng sẽ dễ bị xỉn màu. Để giúp chúng trở nên sáng bóng, bạn không nên dùng cọ sắt vừa mất sức vừa dễ gây xước bề mặt. Thay vào đó, nên dùng nước vo gạo cho vào nồi, đun sôi nhỏ lửa khoảng 10 phút rồi rửa lại là được. 5. Rửa bát. Sử dụng nước vo gạo không chỉ có tác dụng làm sạch phần dầu mỡ bám trên bát, mà còn giúp khử mùi tanh do thức ăn một cách dễ dàng, không độc hại. 6. Hạn chế độc tố ở rau xanh. Để hạn chế ngộ độc thuốc trừ sâu ở rau, bạn hãy ngâm rau vào nước vo gạo khoảng nửa giờ, sau đó rửa rau lại vài lần bằng nước sạch. 7. Khử độc và tẩy trắng sắn. Muốn sắn trắng và khử bớt chất độc, khi lột vỏ bạn nên ngâm chúng vào nước vo gạo. 8. Khử mặn cho cá khô. Để món cá khô không bị mặn chát, trước khi chế biến, mọi người nên rửa chúng bằng nước gạo thay vì sử dụng nước sạch thông thường. Bằng cách này, bạn có thể khiến chúng bớt mặn, giảm tanh, loại bỏ được lớp bụi bẩn bám trên bề mặt lâu ngày. 9. Làm sạch vết dầu. Muốn tẩy sạch các vết dầu còn lại trong chai, bạn hãy đổ nước vo gạo vào ngâm khoảng 5-10 phút, sau đó lắc mạnh chai nhiều lần. Dầu sẽ nhanh chóng hòa tan trong nước gạo, giúp chai trở nên sạch bóng mà không cần đến sự trợ giúp của các loại nước tẩy rửa. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.